Hello các bạn nha. Cái tiếp tục làm clip thanh lý cuối tuần. Bữa nay với ngày mai và đầu tuần sau các bạn. Nói chung từ tuần sau nha. Tập trung bán đồ ở nhà. Hiện tại đồ trong kho mình, những cái đồ mình chưa giới thiệu tới khách rất là nhiều luôn á. Ok, bữa nay cảm ơn anh khách quen ủng hộ một cái tủ gọi là cực phẩm 1 triệu tư nha. Cực phẩm 1 triệu tư. Thì kho mình đã hết cái loại 1 triệu tư các bạn. Có bán gì nữa thì mình bán ở cái kho thằng em ở dưới Long An á. Kho nó thì còn nhiều. Kho nó thì nó xiên nha, nó đã rửa. Thì cực phẩm 1 triệu tư. Hiện tại kho mình thì không có 1 triệu tư nha. Đó. Những cái này thì là 1 triệu 2 thôi. 1 triệu 2 bao ship. Giá hiện tại rất là tốt các bạn. Gần như thu vốn nha. Mình giới thiệu sơ lại nha. Có một số khách cũng hỏi. Như cái này nè, là 1 triệu 2 nha. Mình chưa vệ sinh. Ở kho mình thì không có thời gian vệ sinh các bạn. Có kho thằng em thì nó xiên, nó vệ sinh. Bề ngang là 3 tấc, sâu là 4 tấc rưỡi nha. Cao 1 mét đó. Giá hiện tại 1 triệu 2 là không bao gồm khay gì cả nha. Mà khay cũng không có các bạn. Khay cũng không có. 1 triệu 2 bao ship. Mấy cái này bây giờ ship rất là đắt các bạn. Ship tầm 250-300 nha. Thậm chí cái dài các bạn. Cái dài gấp đôi á. Ở kho Long An vẫn còn nha. Là mình ship đi miền Trung á, là 515.000. Các bạn thấy kinh khủng không? Đó, thì ship bây giờ hầu như kênh nào á, kênh ship nào cũng đắt các bạn. Nó sàng sàng với nhau hết rồi. Chứ không còn giống như cách đây 2-3 năm rẻ. Ok, mình đi lướt một số cái sản phẩm hiện tại mình đang thanh lý nha. Tủ á, thì 1 triệu 1, 1 triệu 2, kho mình còn một vài cái nha. Khách nào cần thì liên hệ. Còn cái cụm này nè, cụm này thì mình giảm còn 2 triệu rưỡi bao ship. Cụm này thì mình mở hết nổi các bạn. Nó quá khó đi. Này để tính sao nha. Ở trên đây còn một số cái giảm tốc. Khách nào ôm hết thì mình tính giá cực rẻ thôi. Cái này mình mua cỡ 10.000 cái. Giờ bán lại các bạn 5.000 cái nha. Gỡ thay lấy vòng bi. Hai cái vòng bi các kiểu trục thép. Cái này các bạn gắn cái động cơ vô đây nè. Động cơ thay máy photocopy á. Cái răng cốt xoắn là gắn vừa hết nha. Bốn lỗ ốc thì các con nào gắn cũng vừa hết á. Không thì đem bán về chai phức. Dọn dẹp thôi. Dọn dẹp kho. Ồ, đây còn mấy cái. Quạt đôi. Để mình đem lên trên hết nha. Mình xả ra hết luôn. Để đây thì nhiều khi không có thấy á. Cái gì? Thôi nha. Cái này 100k nha, bao ship. Có hai cái. Cái này lúc trước mình chuyên bán để chế hút quạt khói hàng các bạn. Khi các bạn hàng các bạn để cái bên này nè, nó hút vô hết à. Ở đây các bạn đưa một cái ống ra. Chạy 24 nha. Hút cũng tương đối mạnh. Cái này thì 60k. Khách nào mua thì mua kèm cái gì đó cho đủ 100k chỗ lên nha. 24V 1.5A. Con này thấy ghê vậy. Con này không biết chạy hay không nhưng mà thấy ghê quá. Con này 10k các bạn. Con này ngộ gì. Con này cũng 10k nha. Còn đây 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 9 nè. 9. Trong kia còn cái nữa là 10 nha. 10 cái quạt 6 phân. 10 cái quạt 24 6 phân. Đó. 10 cái nha. 10 cái cộng với 1, 2,
hai cái quạt 8 phân 24, hai cái quạt 8 phân, một cái quạt 1 tấc 2 24 luôn, 1.5A, khách về tự vệ sinh nha, mình không vệ sinh nha. Nguyên đám này mình bán các bạn 100k nha, 100k nha. Khách nào mua mình dọn dẹp, mình rửa cái thùng luôn để đựng đồ. Đó, nguyên đám này 100k. Hoặc luôn cái này nè. Đó, hoặc luôn hai cái này nha, nguyên đám này 100k. Dọn kho. Còn cái này 50k, cái này 100k. Một thùng. Mình dọn hết các bạn, dọn cho nó cạn luôn nha. Dọn kho các kiểu. Thùng này dây điện sạc vô các kiểu. Tầm tầm mười mấy ký. Cái này để như vậy cân ngang các bạn. Tính các bạn 60.000 ký nha. 60.000 ký. Cân hết nha, không bán lẻ. Hoặc là 6 năm, khách nào mua 5 ký nha. 5 ký 300.000 bao ship. Cứ để như vậy, cứ bóc ngang vậy đó cân. Về các bạn tận dụng. Cái này thì mình chia ra nha. 60.000 ký, giá này còn rẻ bèo hơn bên bãi các bạn. Bên bãi là dây điện là 200.000 ký nha các bạn. Không có cửa đâu các bạn, vài chục ngàn đâu nha. Ai cũng nói khách bên bãi rẻ rẻ các bạn. Không có rẻ đâu các bạn. Xả hết luôn. 1 nè, 2 nè, 3. 3 cái này 180k bao ship. 180k bao ship. Cái này mình xả luôn nha. Đem ra trước đổ ra. Dọn sạch kho. Từ giờ tới Tết là mình không có đem đồ gì nữa các bạn. Ô, bụi quá bụi. Công bụi nó ra. Để mất công đi dọn thêm lần nữa. Đó. Cái này mình đưa trong toilet mình vệ sinh sạch sẽ. Đây ba cái này nãy mình nói nè, ba cái 180k bao ship. Hổm rầy ngày nào cũng gói cái chục mười mấy đơn, không thấy tiền đâu hết. 6 3 18 nha, 180k bao ship một đơn. Cái này ngày xưa mình bán rất nhiều các bạn, cái này là không chổi than nha. 3 pha không chổi than. Cái này các bạn chạy EC 12V á, nó có chạy heo sensor nè. Ha, con này chạy 10, hình như con này 18V á. Không chổi than. Cốt 5 ly. Tua cỡ 4-5 nghìn á. Con này để coi còn có con hết ta. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5. Đây con nè, con không chổi than nữa các bạn. 6 nè. 7 nè. 8. 9. 10. 11. 12. Ô, con này ngộ vậy. 12 con. 12 con. Tặng các bạn hai con nhỏ nhỏ tháo đĩa máy tính, đĩa ấy các bạn. Cái này vẫn chạy nha. 13. 14. Thêm con này nữa 14 các bạn. Bơm. 15. Hả? Nói chung hai con này thì 100k nha, hai con không chổi than thì 100k bán riêng. Còn nguyên đóng này 14, nguyên đóng này 208, tính 220.000 con. Mấy con này cũng 450 các bạn, là Shopee Lazada. 3600 vòng 24V. Cái này là hàng Nhật nha. Igarashi nha. Igarashi. Còn con này Korea nè, Hàn Quốc. Còn mấy con này là hãng của Nhật nha.
hàng của Nhật. 14 là 208. 14 là 208 bao ship. Nè, 208 bao ship. 108 bao ship. Hai con này 100 bao ship. Còn con này bán rồi, bữa nay gói giao. Còn hai con này tặng kèm nha, tặng kèm. Là xong. Dư ra được hai cái thùng. Đi rửa sạch để đựng đồ. Nguyên đám này là 100. 100 bao ship. Đó. Ra phía trước đập ra vô thùng rác để sạch bụi. Đi rửa sạch đựng đồ. Còn cái cục này tối hôm qua mình tháo ra các bạn. Nha. Tháo ra nó không chạy gì hết trơn. Nói chung con này bán các bạn 100k bao ship để chế đồ nha. Đó, chế đồ. À. Con này các bạn làm trục xoay trục gì đó nha. Nói chung 100k bao ship. Bán giá nhôm. 100k. Bán về chai cũng vậy. Ok, tiếp tục. Còn cái thùng này khách nào đếm hết thì 2k một con nha. Giá tụt quần luôn. Đếm sạch. Cái này cỡ 400 con. 300 400 gì đó. 400 nhân 2 là 800k. Đó, 800k. Còn một đống dây này. Dây co nhiệt phi 25. Đống này bán các bạn 100k bao ship. Bán bỏ 100k bao ship. Chị chứ mua cũng đắt nha. Bữa nay 3-4 cái bao này mình sổ ra nha. Mình lấy 4 cái khay mình sổ ra. Mình đăng bán. Vậy là xong các bạn. Cái này cũng mới báo nha. 60k 1 ký. Bán lần 5 ký. 6 năm 300k bao ship. Bóc ngang. Còn cái lô sạc vô này mình sẽ đăng bán. Lô sạc vô này đời mới không. 200W. 200W. Một áp 119V. Chế quạt chế cốt 14. Chế quạt chế gì đó chế các bạn. Còn rất là êm. Nói chung lô này đời mới nhưng mà encoder bị vỡ nha. Khách nào đếm hết thì cứ 200W, 200W là 160k một con nha, đếm hết nha. Đó, còn lẻ thì là 250 một con. 250k bao ship nha. Giá bao ship nha các bạn. Ngoài đây có chuột chết hay gì thúi. Hôm nay chắc dọn quá. Bữa nay mấy cái bao này chuột hết các bạn. Mình đi bãi bao nó tồn lại á. Rất là nhiều để muốn làm gì hết trơn. Này dọn ra dục hết. Sạch sẽ nhà cửa. Đuôi. Cái thùng này để hoài luôn á. Không biết cái gì. Ôi thôi. Bạc đạn các bạn ơi. À, bọc bạc đạn. Hải hùng thiệt chứ. Nể luôn á nha. Ở đâu mình lo mua về gì nữa ta. Bọc này cỡ 3-4 ký à. Bạc đạn này mình mua hình như cỡ 150 ký các bạn. Tầm đó nha. Đạn. Bịch này bán các bạn bao nhiêu ta? Cỡ mấy ký? Bốn ký.
cân mình có thể nó không đúng nha, nhưng mình mua là mua chẵn chứ không có số lẻ, mà đạn bãi các bạn. 4 kg tính các bạn 400 bao ship, 400 bao ship, cái này mình không rõ cốt bao nhiêu nha, tính 400 bao ship. Hoặc là khách nào mua lẻ lẻ thì 1 kg là 150k nha, ký là 150k bao ship, bán chơi chơi thu vốn. Cặp Rulo 100k bao ship, quá nặng luôn. Cặp này cái cao su rất là tốt các bạn. Bạn thấy cao su lúng không? Nhìn rất là tốt nha, 100k. Khách nào chế cháo nha, bên đây bị nứt. 100k. Ủa cái gì? Còn một con giảm tốc. Ở đây còn một con giảm tốc Vesta 5 pha 0,072 độ 3.8A, quá dữ nha. 3.8 là cái ampe rất là cao các bạn. 5 pha ha, bao sóng. Hộp số tỷ lệ mình không rõ. Có thể 115, số 15 các bạn. Nha, 3.8 là rất là ngon nha. 3.8 là quá dữ rồi đó. Thông thường mình ráp cho máy mình xài là 2.5 là quá dữ rồi. Con này 150k nha, có luôn cái buli, giá bao ship ha, 5 pha một con, quá trời đồ sùm luôn. Một cặp giảm tốc nha, Makin Chapang. Còn bên đây này, con bên đây bao bạn chạy nha, hai con. Cặp này 140k bao ship, coi như thu về 100 là 50k một con đó các bạn. Ô, con này mình nhớ mình được có mấy con à, con này mình nhớ mình có mấy con nha. Con này tương đối lớn các bạn, lực rất là dữ nha. Con này đường kính cỡ 50 trở lên, 50-55 gì đó, chạy điện 24V à, con này giảm tốc. Con này để nguyên cụm như vậy thì 240k bao ship nha, thu về 200 là bộ này khả năng là mình lỗ nha. Bộ này bên bãi hình như mua cũng cao cao nha, tại có động cơ này rất là ok. 240k bao ship, có hai bộ nha, đây bộ nè, 240k bao ship à, động cơ tương đối lớn. U, tại sao còn đây ta, mình không hiểu luôn các bạn. Một con giảm tốc AC sạc vô, áp 152V 3 pha 1.8 tu 3000. Con này tí mình test các bạn. Con này nếu để như vậy bán á, là con này mình bán các bạn 550k thôi. Hộp số này cho sạc vô. Hộp số này thì con sạc vô này bao nhiêu ta? Sạc vô, sạc vô 200W các bạn. Bạn nhìn tem. Sạc vô 200W nha. Nếu các bạn không xài con sạc vô này, các bạn có thể thay cái động cơ sạc vô khác 200W vào đây. Nha, nguyên cụm này để các bạn 550k thôi, bao ship, bán rẻ. Nha, giá rất là tốt các bạn. Mấy con này các bạn lên Shopee các bạn tìm giá tầm tầm 1 triệu. 900 triệu. Tại vì chỉ riêng hộp số không nó đã là 450. Tầm tầm 450 500. Nha. Ha, hộp số chính xác nè. Không rơi không lắc. Ô, quá trời đồ sùm luôn các bạn. Ô, đây con giảm tốc nữa nè. Ô, sao tự nhiên có nhiều dây vậy? Con này đi chung ba con này nha. Nó là hồi nãy là 140 đúng không?
Con này là 50k nữa là 190 bao ship nha, 190k bao ship bà con. Đây một con giảm tốc. Ồ. Con màu tím tím này các bạn, Alpha Step. Step có hồi tiếp. Alpha Step. Vesta 1.7A. Có bánh răng. Con này như có thắng là sao cứng, hoặc một một màu là có thắng. Trong đây step mình đã xài hai pha nha. Còn mấy dây kia là mấy dây encoder, các bạn có thể không xài được. Alpha Step thì là nó, con này xài 24V Vesta. Có hộp số. Con này bán các bạn bán 400 bao ship. Khách nào về chế chục sách, có hộp số, giữ vị trí rất là tốt. Đây một con nữa. Step 5 pha 1.4 tiêu chuẩn 0.72 độ. Con này hình như có thắng chứ không phải là hộp số. Con này như có thắng phía sau các bạn. Con này mình để các bạn 200k nha, 200k bao ship. Con này không bao gì nha các bạn. Các bạn có thể mở ra kiểm tra. Step 5 pha 200k. Con này 100k nè, 2.8 nè. Có luôn poly, có luôn cái bát 100k 5 pha Tamagawa Seki Japan. 100k. Đây con 400W. Cái đống này, cái sọt này không biết mình để từ khi nào tới bây giờ chưa từng giới thiệu tới khách. Cố quay em ru. Con 400W này mình bán các bạn 300k bao ship nha, 300k bao ship. Có luôn cái bát zin, bát thép 300k bao ship. Lúc trước mình có máy tiện các bạn thấy mình xiên không? Cái rulo á về cắt ra nha, rồi lấy bạc đạn gắn vô, rồi đóng cốt vô. Chưa bán được đồng bạc nào mà làm vô đây tốn cả ngày trời. Hai cái này mình tặng nha, khách nào cần thì mình tặng ba cái luôn, tặng nha. Khách nào mua hai cái rulo nè, 100k bao ship á, mình tặng ba con này. Ồ, ở đây có ba con 8.000 vòng, 320V, 300W, 300W 8.000 vòng. Nhỏ nhỏ mà có vỏ ta, 0.3kW ha. Nó nén kiểu gì mà hay thiệt chứ. Nhỏ xíu vậy 300W các bạn, 8.000 vòng. Con này thường các bạn chạy áp cao cao á nha thì nó mới ngon. Để tí mình test thử áp 72 coi nó ra được bao nhiêu vòng nha. Con này mình bán các bạn 150k một con nha. 150k một con bao ship. 150k một con. 150k một con. Còn cái này của cái máy nào các bạn? Khách nào cần thì mình tặng nha. Này tặng. Một con 8.000 vòng 590W. 8.000 vòng 590W. Ô, con này không thắng các bạn ơi, quay êm nè. Con này tí mình test cho các bạn nha. Test 72V cho nó ra bao nhiêu. Con này bán 250k nha, 8.000 vòng 590W, 200k bao ship. Ở đây con y chang nè, 580W, 8.000 vòng. Con này là mình mở cái thắng ra các bạn,
nha, đã mở thắng nha. Ở phía sau nó có cái cốt như vậy nè. Đó. Khách nào không xài cái mặt mà bích này các bạn mở ra luôn được hai cốt hai đầu hả? À, cốt sau nó to hơn cốt trước. 8.000 vòng. 200k. Con này là không có nắp chụp phía sau nha. Đó, giờ mình không biết ở đâu hết trơn á, cho nên là nhiều khi bán nói vậy đi. Chứ để đi tìm đồ khó khăn lắm. Này con này là tặng kèm chung cái cặp Trulo 100k này nè. Xong. Con này mình nhất quyết mình dọn luôn để lấy cái thùng ha. Đó được 3 cái thùng các bạn. Ngày dọn chút chút à, dọn kho. Ngày thực sự là dọn kho luôn. Được 3 cái thùng đổ sạch sẽ, được rửa vệ sinh, phơi khô. Đem vô đựng đồ. Ok, đồ nhiều các bạn, mình làm nhiều clip nha. Trước tiên là một clip như vậy. Cái này giảm tốc 12-24 á. Hàng của hàng Japan. Phòng tua ra khoảng 190 vòng phút, chạy 24V. Qua giảm tốc khỏe, 450k một cái bao ship. Con này 1 triệu một cái bao ship nha. Động cơ cỡ 300W nha. Qua hộp số tua ra cỡ 300 vòng. Dây sắt mạ vàng 200k bao ship, còn mấy cái.